trời, trời cao không có thấu. Vậy gì? Lúc nãy ơi, gần ngắm chanh hộp như chiếc cúc của em. Cúc của em. Chết cha. Sao, anh đi này có không? Không, không. Càng tôi chết qua không? Có không? Khai thiệt đi, không có chết qua là mệt nữa nha. Có. Có đúng không? Có. Anh này cảnh cáo tôi bỏ qua nha, tôi không phạt thẻ nha. Còn lần sau là tôi sẽ phạt. Ê, bạn gái. Rồi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hello, chào các bạn. Chào bạn. Bữa nay nhận cái lưới ra đồng mà làm gì không? Không nói sao biết. Cái câu này quen thuộc với người ta. Xin nói đi. Bữa nay ra đồng bắt chuột chơi. Chuột gì bắt hoài vậy? Thì chuột đâu có nữa. Đâu có bắt chuột chứ làm gì? Chuột này đốt đồng hết mùa này phải mua chuột không bắt chuột. Nhìn coi, phải mua chuột không? Mua hả diều. Diều gì nữa? Hết mùa diều rồi. Hết đồng hết. Sáng tôi thấy còn hả trong tivi mà. Thấy hả trên tivi thì lên tivi hả đi. À, anh Hồ dẫn ngoài đồng kìa, nó có dịch rồi đó, đi ngoài lụm hộp dịch. Ra ngoài kiếm xích dịch chứ lụm hộp dịch cái gì? Ra ngoài kiếm xích dịch chứ lụm hộp dịch cái gì? Nghĩ gì sao vậy? Ăn nói xà lơ. Gì mà xích dịch hộp dịch vậy đây trời. Ra tôi kêu đây là chơi trò chơi nữa nè. Chơi gì? Xích dịch gì đâu. Mà trò chơi gì anh Hồ? Không biết chơi chưa hả? Không biết. Anh không ngồi. Tôi chưa nói qua nghe hỏi rồi. Để ông hỏi đi. Ủa lộn cà lao, để ông hỏi đi. Bữa nay anh dẫn mấy đứa ra đây là chơi đá banh. Wow. Khoan, con hãy gọi mừng sớm. Gì nữa? Đá banh này là mình thường thường mình coi đá banh ở trên TV đúng không? Đúng rồi. Người ta đá banh là có thủ môn đúng không? Dạ đúng. Hồi này mình đá là không cần thủ môn luôn. Không cần thủ môn mà lấy gì đá? Chơi gì mới giữ. Thả gun đá gì đó. Đội nào đá dở thì lấy gỗ mà lượm banh. Rồi bị phạt sao rồi thưởng, phần thưởng sao nữa? Đúng rồi. Phạt sao thưởng sao hả? Đúng rồi. Đứa nào đội nào thua thì cứ vô một cái hết đất. Ít quá vậy, 50 trái đi. Thôi vì ông chơi một mình ông luôn đi. 50 cái sao bọn tôi hết nổi. Gì mà 50 trái giờ chắc tôi về quá. 50 cái hả? Thích không? Thích 50 cái không? Dạ không. Ôi, 50 cái chắc gãy tay luôn quá. Anh Liên thiện áo rồi 50 cái kìa. Thì để nó chơi mình đi mấy em, một trái thôi. Thôi thôi thôi, giỡn mà. Làm gì căng chứ hả? Căng gì? Có gan đâu, lại đứng đội mà. Nghĩ sao giỡn gì vui hả? Đúng rồi, giỡn mà, chứ gì đâu. Giỡn thì nhà giỡn mình luôn đi. Thôi, bây giờ chủ đề chính nè. Các bạn ơi, bữa nay mình và các em ra đây sẽ chơi trò chơi đá bóng ngoài ruộng này các bạn. Thấy không? Ngoài ruộng người ta cắt lúa hết trơn các bạn, người ta đốt đồng đen thui hết trơn. Bữa nay mình chơi chặn cầu này, các bạn là cầu kinh điển luôn. Đá với mấy cái đống trò này các bạn, đá xong bữa nào nó sẽ thành kiểu bằng gì ta? Chắc đá thành chỗ phi luôn quá. Chắc thành cục phen luôn quá. Đá xong chặn cầu này là nói chung là đây giống cục cực chó vậy. Thì phần thưởng dành cho đội thắng cuộc ngày hôm nay các bạn, đội nào thua là phải cổng đội kia đi 10 mét nha. Ok không? Ok. Rồi đội nào thua là phải hết đất nha. Trả là một cái nha. Ok. Ok. Okay. Thôi, giờ không để các bạn chờ đợi lâu nữa, anh em bắt đầu tiến hành đi thôi các bạn. Let's go. Go. Giờ mình với ông Quy sẽ làm khung hành nha các bạn. Mà này làm hướng cũng biết hướng gì nữa. Lên vô đây cho. Đây xong một cây nha các bạn. Wow. Giờ mình sẽ qua hỗ trợ chị nó nghe. Em đánh gì. Trời, trời cao không có thấu. Trời ơi, đồng đội mà chơi nhau một cú huyệt là đau. Giờ tiến hành mình cắm cây nghe các bạn. Giờ bắt đầu mình cắm khung hành nha các bạn. Cái gì vậy trời? À. Ông cấm được không? Để tôi cấm. Được, được. Mình giờ đổi cây nha bạn. Cây này nãy quá nhỏ quá.
few inches later. Bây giờ hai đội cử ra ngừ. Bắn sùm đi. Coi đội nào lấy trước. Đâu. Rồi bắt đầu nha. Một cái màu. Một cái màu à. Yeah. Rồi vậy là đội này đội gì? Đội gà tây. Đội này. Dịch đông. Rồi đội gà tây lấy trước nha các bạn. Rồi. Ra ngoài nha các bạn. Rồi đây đang chăn bóng nha các bạn. Rồi. Hai miếng màu rồi, bóng này giữ rồi, chẳng bóng này giữ rồi. Đi lên. Rồi dịch đồng đang nhấn bóng nha các bạn. Dịch đồng đang nhấn bóng. Rồi, gà tay lấy được bóng. Sống rồi. Nhanh. Ôi, hết pin. Rồi gà tay nhấn bóng lên nha các bạn. Khá là căng thẳng nha. Đúng. Quá lạc léo, khá lạc léo luôn. Ôi, rồi. Một không nhưng gì đội dịch đông giờ đội gà tây bắt đầu nhắn bóng lên nữa nha các bạn. Quá chút nhấn lên rồi chút một điều nha các bạn, một điều. Ăn mừng nào. Yeah. Giờ đội gà tây đang bắt xe lên nha các bạn. Để dịch đông mà dịch đồng đồng sorry giữ rồi tiền thủ quy chơi dữ rồi. Thấy cổ rồi, cái gì sao vậy đá banh hay là bún lộn? Ngừng thôi trọng tài hỏi cái vụ gì nguyên nhân là sao? Nó đẩy trọng tài không? Mày đẩy không? Đúng rồi, đẩy trọng tài chết hoa rồi. Tới máy hoa các bạn, giờ mình chết hoa luôn các bạn. Có ai mà phạm lỗi nha. Quá. Không được rồi. Đội dịch đồng này chơi không được rồi. Gỡ ngàn luôn. Đây. Không được rồi, đội dịch đồng này không được rồi. Rồi mình biết kết quả nha các bạn. Đi vào bên con, tao lấy mày. Đợi mình xíu nha, giờ xử rồi. Thấy vậy không cho thành viên đội dịch đồng nha các bạn. Chơi xấu đội bạn quá. Nếu một thay nữa là ra sân nha. Giờ bắt đầu tiếp tục trận đấu nha các bạn. Let's go. Đây nha các bạn. Chỗ này là chỗ nãy nha các bạn, giờ bắt đầu là đá phạt nha. Đây, giờ Quy đá phạt luôn đúng không? Wow. Giữ nha bắt đầu. 1, 2, 3, shoot. Không vào, lỡ luôn. Chẳng bắn lỡ luôn. Go, shoot. Vào. 2, 1, nghiêng về đội. Gà đây. Dương trái nha các bạn. Dễ quá, đội này nha các bạn. Đội dịch đồng mà nhắn banh nha các bạn. Quá dữ. Dạ. Yeah. Dữ rồi. Không dám, không dám. Chúng ta ngoài. Yo. Tuyệt. Hai đều nha các bạn. Bắt đầu lên banh. Dứt đi, lầy đi, ngại chi, lầy đi, nắm quần xe áo luôn, vô nào, 3, 2, ghi về đội, dịch đông, hay quá, hai thanh niên đá hay quá các bạn ơi, sao vô gì, Lúc nãy ơi, thằng ngắm xanh hộp như chú cút của em.
Chết cha. Sao thanh niên này có không? Không không. Càng tôi chết qua không? Có không? Khai thiệt đi, không có chết qua là mệt nữa nha. Có đúng không? Có. Này cảnh cáo tôi bỏ qua nha, tôi không phạt thẻ nha. Còn lần sau là tôi sẽ phạt. Vô. Quay quay. Wow. Wow. Cầu thủ Quốc Huy sút mạnh quá chứ anh. Đi gai. Ngồi biên luôn các bạn ơi. Bỏ ngay vào chân thiện áo sút. Yeah. Siêu. Đúng không? Quốc Huy sức hay quá. Cầu thủ giao lộn, sorry sorry. Một ba ăn mừng rất là hoành tráng luôn nha các bạn. Lên. Trời ơi, đồng đang giảm anh lên các bạn. Wow. Cầu thủ Huy đang sa nhập rồi. Cầu thủ Huy đã bị thương, Huy đã bị thương. Khoan. Sao rồi, có sao không? Có sao không? Không sao đâu. Rồi, hết rồi, đứa gì? Không sao. Không phải nó điện thoại. Không phải, cái này là không có lỗi, không có lỗi. Quay, quay, quay. Lá lù, lá lù. Đâu rồi, anh ơi, bóng mình. Bóng vẫn còn trong chân của Thảo Nguyên. Cậy luôn rồi, không quan tâm luôn, không quan tâm luôn. Yo, 4-3, yeah. Quy béo quá ăn dạng. Ăn dạng, ăn dạng, ăn sao đồ ngon chết luôn rồi nè. Đây trọng tài phán xét là anh đi ăn dạ đổ gan cho các bạn. Là trong nhà cũng té nữa. Wow, coi nè. Rồi lên bánh nha. Coi xong rồi. Dạ. Chưa. Sao rồi. Ơi. Em bánh hay là lộn rồi, hết vui. Hết vui mà nha. Hết vui rồi đánh nhau. Sao siêu. Mày thế nào? Cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Cũng là bác lỗ mà. Sao vậy? Ngưng nè. Rồi bên đây đá luôn, bỏ luôn. Ừ, chơi luôn. Không quan tâm luôn. Lên luôn. Chết luôn. Hết pin. Phần góc nè. Pháp anh phần góc. Nhà phần góc nha bạn. Rồi, 2-3. Thả bánh luôn rồi. Đây. Rồi dịch đồng nhảy này nhắn bóng nha bạn. Shoot. Không shoot được rồi. Không shoot được. Bóng nhắn. Bóng cho con trai của thằng nhau. Shoot. Không vào. Thả bánh Thảo Nguyên hay quá các bạn ơi. Hay quá. Không vào. Giờ đội dịch đồng sẽ đá trước nha các bạn. Đội dịch đồng đang bị dặn tỷ số nha. 1-2-3. Rồi. Một con mới nhảy rồi. Nhảy lên. Ơi bạn cá. Rồi chạy lên đi. Chạy đi con người ta. Chạy đi con kia. Ai ơi, xuống. Không vào. Vô. Lên rồi xuống. Rồi hết rồi. Nguyên này dẫn bành nha các bạn. Gàng quá dẫn giúp bành luôn. Bạn nha. Hai đội này không được nha. Dì bánh nha. Vô. Chạy dưới bánh lên luôn. Lên. Rồi không xong rồi. Nguyên này dẫn bành. Thế rồi. Không sao, cãi đi. Té. Bánh nè, xuống lên luôn. Ừ. Bánh lên là kìa, chạy, nhanh theo. Trời ơi, con bay nha, chúng ta luôn. Xuân, chiêu, giao. Tỷ số là 5-4, như vậy đội, dịch đồng. Tỷ số là 5-4, như vậy đội, dịch đồng nha các bạn. Đội gà tây này. Khi nãy dẫn bóng người ta mà bây giờ đã. Để người ta dẫn lại rồi. Dễ kìa. Ui, đang dễ kìa, lên luôn. Lên luôn. Xuân, ai không vào. Sao chiêu này cũng được luôn. Vậy là phạt góc ha. Vậy là phạt góc nha các bạn. Sao? Phạt góc mà sao? Đồng đội ở đây, đồng đội phải lần kia chứ. Đúng rồi. Shoot. Ok. Bóng lên. Bóng vào đây rồi. Không vào. Tiếc thay. Lên nha các bạn. Lên nha. Wow. 5-0. Sao vậy? Bắt lại luôn. Ừ, bắt đi. Bắt sao rồi? Sấy rồi. Cái vụ gì ơi? Xin hôi ơi.
Đây rồi, bắn rồi, bắn rồi. Bắn rồi, bắn rồi. Ây rồi, quá trời, một tên bị té. Quá, ông Huy đang dẫn bắn đó các bạn. Ông Huy đang bắn, chút. Số đang là 6-5 như vậy đội gà tây. Đâu của chúng ta rơi vào những phút cuối cùng rồi nha các bạn. Bắt đầu, lên. Vô, Huy 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 các bạn vô. Quá, sao vậy, sao vậy bạn? Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Rồi, một thanh niên bị té rồi, một thanh niên bị té rồi. Số hiện tại đang là 7-5 nha các bạn. Nghe gì nói gà tây nha, sao vậy? Vũ gì? 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 Thôi đi, chơi đi. Bảy sáu, bảy sáu. Cả trọng tài không? Cả trọng tài cho thay đổi bây giờ. Sáu, bảy. Người ta thua có 2 trái rồi, vô 1 trái rồi. Bắt đầu. Cái gì vậy? Sao đi, sao đi, sao đi, sao đi, sao đi, sao thanh niên này, sao đi. Rồi, rồi, xuống gì rồi, xuống gì, tới đây nữa rồi. Ok, 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 ok. Wow, để xuống là 8-7. Hết giờ luôn. A few inches later. Giờ trận đấu mình kết thúc rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu tiến tới giải thưởng và hình phạt nha các bạn. Hình phạt hôm nay thua mấy trái? 8. 8 trái rồi hả? 8 trái chỉ là hút đất mỗi người 8 cái, đúng không? Ok chưa? Okay. Hút đất xong còn phải cổng người ta đi 10 mét nữa. Hình phạt này hơi nặng nha. Giờ bắt đầu. 2 3. Bảy, tám, yeah, let's go. Let's go. Sao rồi? Thả anh, cái gì vậy? Chú gì? Thanh niên này sao rồi? Đi thôi bạn. Đi thôi bạn. Hai thanh niên này sao kỳ vậy? Hả? À, thanh niên này sao? Thanh niên này sao rồi? Không mệt đâu. Trời ơi, chết rồi. Chết thanh niên mập hơn rồi, có sao không? Có sao không? Không sao, không sao. Thanh niên không được rồi, hãy đang đi làm cái nữa. Ok. Lên. Hay quá. Các bạn ơi, trận cầu bóng đá siêu kinh điển mình diễn ra rất là phức tạp, nổi trội và lầy lội luôn các bạn. Đó là thắng. Bye. Đó là thua. Bye. Buồn không? Buồn. Buồn của sao vậy lại? Video mình tới đây cũng khá dài các bạn. Thì anh em mình xin phép kết thúc clip đây nha các bạn. Các bạn cảm thấy video anh em mình có hay á thì nhớ để lại một like cho anh em mình nha các bạn. Một đăng ký. Bấm vào cái chuông nha các bạn. Nhớ chia sẻ thật mạnh để anh em mình có nhiều động lực ra thành nhiều video cho mọi người xem nha. Thôi, mình và các em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Chúc tất cả các bạn xem video thật vui vẻ và thật nhiều sức khỏe và thật hạnh phúc nha. Nhớ like mình mạnh nha các bạn. Bye bye các bạn.